Nghe chưa? Ô đây này. Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình đã phát hiện được một con rết siêu to khổng lồ. Mọi người cùng mình đi bắt con rết đấy nhá. Nào, let's get started. Đây, trên tay mình đây là cái kẹp nhá. Khi chúng ta đi bắt rết thì chúng ta phải cần có cái kẹp này. Bởi vì con rết rất là độc. Mọi người cùng đi theo mình. Đây nhá, để mình thử gắp con rết ra cho các bạn nhìn nhé. Ui nó trông sâu quá. Đây mình thử gõ này. Nó chui ra. Ủa nó không chui ra rồi. Đây mình thử đổi một cái dụng cụ khác nhá. Để mình thử đổi dụng cụ khác nhá. Để mình thử đổi sang chiếc đũa này nhá. Để mình thử đổi sang chiếc đũa này gắp xem được không. Đây mình đã chuẩn bị một chiếc hộp để đựng sẵn cho con rết đây rồi. Chuẩn bị một chiếc hộp để đựng con rết này rồi. Giờ mình thử dùng chiếc đũa này để mình gắp nó ra. Ôi, các bạn nhìn thấy không? Ghê chưa? Ôi, đây này. Khó gắp quá. Nó bò ấy, nó bò. Ôi, mọi người nhìn thấy chưa? Con rết siêu to khổng lồ. Để mình thử thả con rết ra cho các bạn nhìn nhé. Để mình thử thả ra. Ui nó bò chắc vậy. Mọi người nhìn thấy chưa? Chào các bạn nhé, bây giờ mình sẽ mang con rết này đi ngâm rượu nhá. Bye bye.